Mấy hôm nay là tụi mình đi xử lý rất là nhiều vườn, khoảng trên 60 vườn từ ở khu vực mà miền Đông đến miền Tây. Có khi mà đang ở An Giang chạy về Sóc Trăng, chạy về Sóc Trăng xong rồi quay ngược Hậu Giang, rồi quay ngược Cần Thơ, quay ngược Đồng Tháp. Đây là cái vườn ở dưới Hậu Giang. Trong cái khu vực này là khoảng 8 vườn. Và cái vườn này là mình bước vô đầu tiên. Sáng hôm trời nó cũng mưa mưa bà con. Bà con chúng ta có thể thấy rằng là cái lá bên ngoài ha, những ai mà trồng cây lâu năm hoặc là những ai mà trồng sầu riêng chắc biết dính bạc lo ha, những ai trồng xoài đều biết. Nói nôm na là phun cái thuốc nào làm bông đó, nó có bạc lo. Cái đấy thì mình cũng không có tiện nói ra và cũng không thích nói làm gì. Bà con chúng ta thích xài của ai, thích xài phương pháp nào thấy hợp lý là xài. Còn này thì mình chỉ có review thôi. Một thời là mít Thái bà con chúng ta cũng phun các thuốc có bạc lo rất nhiều, rồi bà con hỏi làm sao cây nó mới ngủm, thì đồng ý là mít Thái để tự nhiên thì nó cũng ngủm, nhưng mà cái số lượng nhiều quá, phun bạc lo, thuốc có bạc lo rất là nhiều thì nó mau mau xì mủ, mau hó gỗ, mau ngủm củ tỏi là bạc lo. Bông bạc lo thì mới đụng vô nó gãy ha. Này bà con đừng nói tôi phá hoại ha, tại vì nó đụng vô nó giòn và cái trái này nó toàn bộ cái vườn này là bị tình trạng như vậy hết đó. Bà con chúng ta thường thường thấy á, bà con ưa thích là nó đẩy cái mầm ra nó mập thù lù, bà con nói mập ha, nhưng thực ra là ở trong đấy nó vẫn là lá còn chưa có bông đâu, từ có lăng cao mới có bông được đó. Bà con chúng ta thấy nó rất là lâu, những ai từng bị rồi và những ai đã từng dính cái kiểu này rồi phải không? Nếu phải thì kết nối với em gửi thuốc cho giải độc bạc lo em tặng miễn phí luôn. Như này nói thiệt luôn. Toàn bộ đi theo cái quy trình nào đó không biết, nhưng mà bạc lo thì thực ra cái này cũng nói do tâm lý của bà con thích mập, thích ra cái bông nó mập, thích nhiều bông nó mập thù lù đã. Đó là cái đòn tâm lý nha. Bà con chúng ta thấy chưa biết bông hay không, nhưng mà cái này nó đứng lâu lắm. Nó đứng lâu lắm. Nó ra cái nụ vậy đó, mà không biết là nụ thầm xuân hay là nụ bông, đứng rất là lâu và đợi một cái loài cái bông ra, chắc cũng người ta ăn, cũng ăn nó hẳn luôn là người ta ăn rồi, người ta cũng đi ngủ hết rồi, người ta làm mấy vụ rồi mình chưa xong. Thì làm thuốc có bạc lo thì một năm mà bà con chúng ta làm chỉ có một vụ thôi, không làm được cái vụ thứ hai. Cái này nói thật luôn, một năm không làm được vụ thứ hai. Còn đối với cái phương pháp mà làm bông bằng dinh dưỡng, bằng ức chế, bằng hóc môn thì năm đẳng được hai vụ, không cần phải phục hồi cây gì hết, ăn xong là làm bông luôn. Còn cái này đi đầu tôi nó phải phục hồi cây, nói thật với bà con luôn. Nãy như ở trên giường, trên cái giường của bà con nào mà làm phương pháp này thấy bông dữ không, thấy bông quá ha, trời ơi bông á, nhưng mà thực tế ra là nó chưa thể hình thành. Và bạc lo đụng vô là nó nhú thôi, đụng tới đâu là nó nhú thôi, rất là lâu. Đó, bà con chúng ta thấy là nó ra bông từ đầu đến ngọn. Cái này là không phải thuốc do bên bên mình ha, thuốc ở đâu quá không biết, một cái đơn vị nào khác. Thì bà con chúng ta có thể thấy nhìn đã không, đã thấy mê chưa, mà rất là mê vậy. Bà con chúng ta thích không? Tất nhiên là rất là nhiều quý bà con chúng ta thích, nhìn thấy thích đấy, đã chưa, nhưng mà cuối cùng là không lấy được cái bông nào hết, không lấy được cái trái nào hết. Này nói thiệt, cái này thì bà con chúng ta có thể nhìn thấy này, rất là nhiều bà con ưa những cái kiểu như thế này. Như này thì mình cũng không có trách bà con được, bà con thích làm theo phương pháp nào, bà con thấy nó nù nù như thế này thì bà con thích thôi. Còn lá hay là trái thì từ từ tính sau, nhưng mà khi nó lọt ra được cái trái á, là cái trái chúng ta nó tròn như bánh tennis, như trái ổi vậy á, trồng mít mà ra trái ổi. Thì tùy bà con thôi, cái này là mình không có bình luận gì hết, mình cũng không có đưa ra cái quan điểm cá nhân nào của mình hết. Bà con thấy phái cái nào bà con làm một lần cho biết, làm một lần để mình hiểu được. Bạc lo à, nó vậy đó, bạc lo thì cuốn nó ngắn ngắn thù lù vậy đó. Đó, thấy vợ mê liền bạc lo thuốc. Còn cái cây nó đỏ cây hay là cái tín hiệu nó đỏ, cái chuyện đó của cái cây giao mùa, có thể thuốc nó mạnh hay thuốc nó yếu tùy nha. Cái này mình không bàn về lá đỏ nha bà con, nhiều khi bà con chúng ta thấy lá đỏ bà con nói đó, bà con để bà con chúng ta xem. Mình thì nói thẳng luôn là mình không có làm phương pháp mà bạc lo,
giá trị của không bạc lo, nó có cái giá trị của nó. Thế nên là việc mình vẫn giữ quan điểm là không bao giờ mình thêm chút bạc lo nào để mà làm cho cái vườn của bà con chúng ta nó ra bông. Đó. Còn nó ra bông bằng cái phương pháp mà mình làm mấy hôm nay vẫn là dinh dưỡng, lăng kali và hóc môn, và ức chế sinh trưởng bằng hóc môn. Tất cả mọi thứ nó có giá trị của nó. Đó. Còn những cái cây nhỏ nhỏ vậy thì bà con tốt nhất là đừng có nên làm nha bà con. Phun gì nó có mang trái được đâu mà phun chi. Bà con chúng ta cứ loanh quanh nhìn bông thì ra rất là nhiều nha. Đó, chúc mừng, nhưng mà cũng không giữ được. Này là mình cũng hỏi ý kiến của chủ vườn, và chủ vườn kêu thôi anh tuyển giùm em tí nữa vô làm xịn theo anh. Thì này thì cũng thôi tuyển giùm đi để không biết nó tiếc ha. Cũng một số bà con chắc coi cái video này, bà con nói là mình phá hoại rồi mình đi tuyển bỏ ha. Cái này thôi tùy ý bà con, cái bông mà cái lá đài nó nhỏ như thế này và cái lá nó bị nhăn nheo nó chút xíu và nó ngắn. Đầu tiên thì mới đầu là phun ra là thấy nó ló ra đã lắm, nhìn mập đồ đã lắm, nhưng mà kết quả nó như vậy đó. Mình cũng không muốn làm cái video này đâu, nhưng mà thôi thì làm cho một lần để cho bà con chúng ta biết được rằng là làm bông mặt lo thì nó vậy đó, nó ra nhiều dữ lắm luôn, cứ ra ra vậy mà nó không biết bông hay là không biết lá. Đừng có nghĩ rằng là cái bông cuốn dài là bông phướng là cuốn cây nha bà con. Làm bông bằng bạc lo đó, là tự sát đó, cái này nó thiệt mít. Làm bông bằng thuốc bạc lo là bà con giống như bà con đưa cái cổ cho người ta cứa đó. Trời đất ơi, mình có kiến thức rồi bà con, thời đại bây giờ mình có kiến thức rồi. Thế nên đó, nhìn cái bông bạc lo, nhìn cái cây có bạc lo vô là mình hiểu được nha. Đừng có nghĩ rằng là bỉ bà con coi, để bà con sợ bà con kêu mình phá hoại nữa. À, bỉ anh chủ vườn anh đứng anh liếc nhìn không biết làm sao giờ, không bỉ thì không không tước thì nó không có bỉ đấy. Này làm nhanh luôn nha, tay quen rồi, đi mấy hôm nay là 60 70 vườn, mà cái vườn này thôi quay cho bà con coi cái video chơi để ai chửi ai nói gì nói, tôi phá hỏi ai phá hỏi, ai thích là cái phương pháp nào làm. Còn cái giai đoạn mùa mưa này thì bà con chúng ta cũng lưu ý, bất cứ làm cái phương pháp nào dù có bạc lo hay không bạc lo thì nó cũng có một vài cái bông phướng, thì chúng ta cứ tuyển, chúng ta thấy cái bông nào mà nó không hợp lý chúng ta tuyển và chúng ta giữ, những cái bông đẹp để lại nó nuôi. Bông hồi mới rộng ra như vậy á, nó ra đã lắm, má anh thấy phun chừng cứ nhiều 10 ngày sau là lòi đầu bông ra thì thấy mê lắm, thù lù mà mở ra nó lá không à, hoặc là đứng cái cục thù lù á, nếu như nó có trái đi nữa thì cái trái đầu tiên nó rất là dễ bị mốt, nó dễ bị chọt ha, nó nằm cái cục thù lù nó nằm ở trong đó đó, cái bút thứ hai ở trong cái yếm nó chọt cho trong đó, cái là đứng miết đó. Ừ, này chết cũng nhiều à, bạc lo mà tắng dữ quá mà đi đầu bạc lo thì tôi khỏi phải bàn, không có gì phải nói được nữa, đi hết thứ ra nó còn gì nữa không, review coi tước rồi bông quá trời ha, đã không đã. Đây là một số bà con chúng ta coi còn tiếc hùi hụi này, coi còn kêu chắc thế nào cũng chửi mình luôn, yêu diễn này nó phá hoại nó khùng, nhưng mà để nó không có nên thân đâu bà con, nó thẳng luôn nó không có nên thân đâu, ra mà cái bông mà nó ngắn ngủn liền, nó thù lù đứng miết cả gần như là 1 tháng đứng hoài vậy đó, đó đứng hoài vậy đó là không có nên hồn nên vía. Với lại cái thân cây của bà con á, thân cây mít này mà nó đỏ lưỡng như này là nó chưa ủ được cái mầm bông đâu bà con, chúng ta nên nhớ như thế này nè, để có được hình thành cái bông là nó phải đủ lăng và kali cộng với hóc môn của nó ức chế sinh trưởng, đúng không? Đó, mà lăng và kali là nó làm cho cái da của cái cây mít chúng ta này là nó xám cây, nó không còn đỏ cái ngọn, thì cây mít chúng ta mới là ủ mầm bông thành công ra bông. Còn nó ra những cái chồi như thế này gọi là đánh thức cái mầm nó thôi, nhưng mà nó không có đủ lăng trong này thì nó cũng thua ha bà con. Tôi còn thấy một số bà con lấy gì lấy cái thuốc gì mà có pha bạc lo á trút ở dưới gốc nữa. Thực ra thì mình nói thẳng luôn đi, ở trong đấy nó có bạc lo thì nó bạc lo đi, nó bạ đi à, đặt cái tên chi mà MKB đồ mà pha bạc lo vô để bà con trút dưới gốc, ông nội ơi thiệt luôn. Một số bà con chúng ta không biết ấy,
đi trút ở dưới gốc, vườn này cũng có trút ở dưới gốc mà, là mấy cây nó sơ chìa hết phà bạc lò. Còn tôi nói thẳng luôn là vườn cái cách tôi làm là ra bông dài, cuốn dài, trái dài, tôi không có bạc lò bạc liếc. Chấp nhận là ít khách hàng, tại vì bà con chúng ta là thích đó, là ra bông nó mập thù lù, nhưng mà mình đó, là đầu tiên mình không có làm được như vậy. Đấy, nó thẳng với bà con luôn, mình không làm được như vậy, tại vì mình làm bằng bằng lăng và kali, ức chế bằng hóc môn. Còn mấy ông nồi phun bạc lo này nó ngắn ngủn ra này, nó ra nó thù lù à. Này tước cái là một số ông kêu tôi phá hoại nữa. Cái vườn này sáng giờ đi chắc cái vườn thứ năm rồi, bây giờ quay video góp 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 lại cho bà con chúng ta coi chơi thôi. Một số bà con coi thấy mấy cái video của mình quay cái bông của mình á, nó đầu tiên nó ra nó dài ha, nó dài cỡ hai mắt tay, nó như đầu đũa, nó không có mập ha. Nhiều bà con nói bông phướng bông đồ, thôi kệ đó. Đây mình kết quả đây, bà con chúng ta cũng thể thấy rằng rất là nhiều nhà vườn họ làm theo phương pháp của Willow Farm rồi. Còn ai đã làm theo cái phương pháp nào đó có bạc lo, cẩn thận. Tôi nói thẳng với thôi chứ còn nói đụng chạm đó, bà con chúng ta thấy nè. Hồi xưa nó ra này, nó ra thù lù đã lắm, nhìn ghiền lắm, nhìn mê chưa. Có trái luôn kìa bà con, cái trái bên này nó méo xẹo méo xưa à, trái dưới nó méo cũng chẳng buồn nói nữa. Rồi còn chúng ta dưới nó bị sượng cái trái luôn, tại bạc lo phun phun cái thuốc mà có bạc lo này nó sượng à. Một số bạn mà từng trồng cam mà nó làm trái nó bị sồ. Cái thứ hai nữa, một số anh chị em chúng ta trồng xoài á, phun mà chừng hai mùa ba mùa là xoài nó không có ra nữa, xoài nó không có ra mà kiểu như nó làm sao ta, nó không có nó không ra trái nữa. Vậy đi, nó nôm na vậy đi. Rồi bà con chúng ta coi chơi ha. Còn không biết nói làm sao hết. Thôi thì bà con cũng thích làm cái phương pháp nào thì bà con làm, còn bà con làm theo cái phương pháp của mình thì mình vẫn trên tinh thần cây đủ lăng và kali thì nó sẽ ức chế được cái mầm bông ra. Cái phương pháp của mình làm nó rất là ra lâu, có nghĩa rằng là nó ra khoảng 1,5 tháng đối với cây tơ á, cây mà cây mới á. Còn cái cây mà cây già rồi phải cứ tầm 1 tháng nó mới lọt được cái mầm bông ra ha. Mình nói thật với bà con luôn, nó mới lọt được cái mầm bông ra. Còn cái phương pháp này chỉ cần kích một phát thôi là trong vòng 15 ngày đã thấy nó, nhưng mà nó lâu lớn này, bạc lo nó lâu lớn dữ lắm. Còn của mình thì nó lọt ra rồi á, một khi đã lọt chịu lọt ra rồi á là nó sẽ rất là nhanh. Để bà con chúng ta coi thôi, giờ mình cũng không biết nói gì, nó qua nó lại mệt ha. Sẵn review coi thôi nguyên cái tháng này. Quên, bà con nào mà cần về cái thuốc mà giải độc bạc lo, nếu như vườn bà con gặp cái trường hợp này bị bạc lo thì cứ liên hệ mình sẽ gửi tặng cho bà con chúng ta cử phun thuốc giải độc bạc lo nha. Mình phun, mình gửi cho bà con phun toàn thân toàn lá, gửi tặng luôn để bà con chúng ta xử lý nha bà con. Còn bây giờ bye bye bà con.